Xin chào, chào mừng mọi người đã đến với chương trình UMC Podcast và chương trình sẽ được phát sóng vào 21 giờ mỗi tối thứ 2, 4, 6 trên fanpage, YouTube và website Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, Minh Khuê xin chia sẻ về khoa y học hạt nhân của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh để quý vị có thể hình dung và hiểu rõ hơn về khoa nhé. Có thể nói trên thế giới, y học hạt nhân đã trở thành một trong những lĩnh vực mũi nhọn của y học hiện đại. Việc ứng dụng các kỹ thuật y học hạt nhân, tức là sử dụng chất phóng xạ trong chẩn đoán và điều trị, là một trong những thế mạnh vượt bậc giúp người bệnh được chẩn đoán kịp thời và mở rộng cơ hội điều trị. Được ví như những anh hùng thắp lửa cho người bệnh ung thư, khoa y học hạt nhân Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh luôn sẵn sàng là người bạn đồng hành cùng người bệnh trên hành trình chống lại bệnh tật. Trực thuộc bệnh viện đa khoa hàng đầu, khoa phát huy thế mạnh của phương pháp điều trị đa mô thức, người bệnh luôn được chăm sóc dưới sự hội chẩn của nhiều chuyên khoa để có những thay đổi kịp thời trong phác đồ điều trị. Hiện nay, khoa có nhiều thành tựu trong điều trị ung thư tuyến giáp sau phẫu thuật bú giáp nhân độc bằng iốt phóng xạ Y131. Mỗi năm thì khoa thực hiện trên 4.000 lượt xạ hình ảnh chẩn đoán với thế mạnh là xạ hình xương, xạ hình thận, xạ hình tuyến giáp, xạ hình toàn thân và điều trị bằng iốt phóng xạ Y131 với hơn 1.200 ca. Và khoa đã được trang bị máy xạ hình Space Series Symbia Y thế hệ mới. Máy có ưu điểm nổi bật là những thông tin thay đổi về hình ảnh chức năng nhiều hơn là hình ảnh cấu trúc giải phẫu như X-quang, CT, cộng hưởng từ MRI dùng trong chẩn đoán các bệnh về não, tim mạch, tuyến giáp, phổi, thận, gan mật, xương, v.v. giúp cho phát hiện sớm các tổn thương, đánh giá hiệu quả của phương pháp điều trị cũng như tiên lượng, phân loại giai đoạn. Từ đó, bác sĩ sẽ chẩn đoán và đưa ra phương pháp điều trị phù hợp với người bệnh. Là một chuyên khoa sâu về chẩn đoán và điều trị ung thư bằng phương pháp xạ trị, khoa thường tiếp nhận người bệnh trong tình trạng lo âu. Thế nên khoa đã có nhiều sự thay đổi mới để cải thiện trải nghiệm của người bệnh, hướng đến sự kết nối giữa người bệnh và bác sĩ, trở thành chỗ dựa vững chắc cho người bệnh. Bằng kinh nghiệm và tri thức của những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực y học hạt nhân, từng thế hệ lãnh đạo của khoa y học hạt nhân Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đều đóng góp hết mình trong sự nghiệp cứu người. Bác sĩ chuyên khoa 2 Dương Phù Triết Diễm, trưởng khoa y học hạt nhân, tu nghiệp tại nhiều quốc gia tiên tiến trên thế giới với sự cố vấn của thầy thuốc nhân dân bác sĩ chuyên khoa 2 Trịnh Thị Minh Châu, nguyên trưởng khoa y học hạt nhân Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, là thành viên của Hội Y học hạt nhân và Sinh học phân tử thế giới thuộc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử thế giới, đã thực hiện nhiều hoạt động nghiên cứu, đào tạo, góp phần vào sự phát triển chuyên ngành y học hạt nhân tại Việt Nam. Cuộc chiến với ung thư là một cuộc chiến kéo dài và đầy cam go, nhưng không điều gì có thể giới hạn tri thức. Chính vì lý tưởng ấy, tập thể khoa y học hạt nhân đẩy mạnh các công tác nghiên cứu, phấn đấu trở thành trung tâm y học hạt nhân hàng đầu khu vực phía Nam. Và trong tương lai gần, khoa trang bị máy Space CT kết hợp cả hai hình thức chức năng và giải phẫu trên cùng một lần ghi hình, giúp phát hiện tổn thương chính xác, đồng thời định lượng mức độ hấp thu của tổn thương, đánh giá sự đáp ứng điều trị, cũng như là giúp theo dõi phát hiện tái phát và di căn để có phác đồ điều trị thích hợp cho từng bệnh nhân. Với mong muốn đem đến sự hài lòng cho người bệnh, khoa luôn chú trọng đào tạo nhân lực, nâng cấp trang thiết bị mới với mục tiêu phát triển y học hạt nhân trong ung bướu, thần kinh và tim mạch, xây dựng phòng cách ly cho người bệnh điều trị với Y131 liều cao, cam kết đem đến dịch vụ y tế an toàn, chất lượng tốt nhất. Và quý vị có thể đến khoa y học hạt nhân ở tầng trệt khu B, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 215 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, quý vị nhé. Hoặc quý vị cũng có thể gọi điện thoại đến ban tiếp nhận của khoa, khoa số 028 3952 5283. Dạ vâng, và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình lần sau.